Alo, thân chào. Rất vui gặp lại mọi người trong một video clip sửa bóng đèn của mình nha quý vị. Thì vừa qua mình cũng có đi dây chai, mình mua được cái bóng đèn này nè. Bóng đèn này sau khi mình tháo ra mình coi ở trong thì nó không có hư gì chứ. Thấy cái bạch led nó còn quá đẹp mà. Cho nên mình quyết định là mình sẽ về mình sửa bóng đèn này và quay clip lại cho quý vị xem chơi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đó là tiến hành đó là thử nó em đó mình sẽ... Ê, có gãy không ta, nắp ta còn tốt đó, báo đi, bóng đèn cũng còn mới lắm. Rồi chúng ta sẽ đi điện cho nó, đem điện thì nó không có hiện tượng gì xảy ra hết trơn đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi đo led nó, mà trước khi đi đo led đó thì mình sẽ đó là đi đo cái điện nó coi cái driver nó có điện không. Mình sẽ dặn cho mức đó là DC đó là 1000V. Rồi mình sẽ đặt vô đây. Đây. Rồi. Đây, đây. Hoàn toàn bóng đèn này không có điện. Theo mình đoán là không có điện là vì led này nó nhìn còn tốt lắm. Không có điện ha. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra led của nó. Coi có chết led nào không? Đây là cái bộ đo thằng thánh, trước khi đó mình phải rút điện ra nha. Biết đâu giữa chừng có điện rồi giật mình đeo bu ghi à. Rồi. Mình sẽ tiến hành kiểm tra từng led coi. Sáng à, sáng à, sáng. Ok, đẹp luôn. Led này led 5V. Rồi như vậy là mình xác định là led còn tốt hết, nhưng này cái này nó hư cái driver này. Bây giờ mình không có biết đường sửa nó. Có một cách đó là mình cũng tìm được cái driver khác nè. Bây giờ mình sẽ thay qua ha, tiến hành thay qua thôi. Mình chơi vậy đó, đi ve chai thì cái này nhóc. Led nó hư thì led thường là cái bóng đèn nó hư led là nhiều, ít khi nào hư cái driver lắm. Là hư cái bộ mà chuyển đổi nguồn của nó ở bên trong đó. Còn bây giờ nó hư thì mình sửa bằng cách đó là mình thay luôn. Rồi mình tháo ra, nhả điện nó ra. Rồi. Rồi. Hư phải không? Cho em nó về với chai lại đi. Rồi giờ mình sẽ là thay qua cho em này coi. Nói chung em này mình cũng lấy về để đó thôi chứ mình chưa có đo nữa. Dây nó lằn quằn lèo ngoèo mình cũng sợ không chết luôn, không dám đo. Bây giờ mình cứ việc gắn vô xài được thì ok, xài không được thì lại tiếp tục kiếm cái khác, cách khác nữa. Đơn giản vậy thôi. Rồi. Hàng tạm thời vậy đi. Hàng không ăn chì nữa. Thiếu chì rồi. Này thì thiếu chì nè. Rồi. Thiếu thì cho mày vô. Kim điện vô coi thử coi có sáng được không? 2 3. Ủa im ru luôn à. Rồi mình vẫn lấy cân đồng hồ mình đo coi ra qua này mình sống không cái này hả. Đây. Vẫn là thang đo 1000. Này cũng đi bụi luôn rồi, này cũng không lên luôn nữa. Trùng hợp quá. Rồi kiếm cái khác. Có gì từ từ. Tháo ra đi, anh đi rồi. Lại tiếp tục cho anh về với dây chai đi. Cái này còn mới của người ta mà nó hư ta. À, để đó đi. Đây thêm cái nữa nè. Cái này cũng 20W nữa nè. Cái này thì nó giống cái kia luôn nè.
KB 20W 500 này 700 850. Rồi cậy đi. Rồi giờ mình sẽ là đi vô. Bắt lên nữa, bắt vô nữa. Cộng cộng trừ trừ. Chơi cái kiểu đóng ngò đi. Gắn vô sạm được hả đo. Đo chi sớm mất công. 9. Gắn vô xài được thì xài luôn. Còn sạm được hả đo. Nó nằm ở trên trời vậy sao đo. Rồi. Viết đi. Đấy, thấy chưa? Viết cắt là nó sẽ hư cái vơ mà. Nãy mình hàng có điện này chắc chưa ta? Rồi cứ ngắt rồi. Ngắt nó xuống. Để cho nóng cái đứt luôn à. Đấy. Rồi giờ chúng ta chỉ cần đó là bắt ốc vô là xong. Xong cùng một cuộc tình. Đấy, thấy sửa bóng đèn dễ không? Đơn giản ơi. Băng bệnh này ít gặp. Nhưng mà gặp được cũng phải là sửa thôi. Còn vấn đề mà sao ta, chúng ta mà có một số là người bờ gồ người ta can thiệp vô cái mạch của nó, can thiệp vô ở bên trong nữa, nó nè bên trong này thì mình không làm được, mình có biết đâu can thiệp, can thiệp bậy bạ nổ nước báo. Rồi bây giờ mình nắp này để được không ta, nắp này hơi bự hơn ấy được không? Ơi không, nó hơi bự hơn, như là nắp nó là nắp này nè. 17 nhiều nắp lắm. Đây nó nè, này là của nó nè. Rồi kiếm điện đi. Rồi cho giờ mình trước khi mình muốn biết nó còn sống hay chết đó, mình sẽ là cho nó nhảy múa vậy nè đó, mình sẽ thục thục nó đi đó, cho nó chớp chớp đi, nó có chịu nổi không, còn nào không nổi là đứt liền à. Đó. Rồi ok, vậy là bóng đèn này xài được rồi đó. Bóng đèn vàng. Chắc là nhà làm vũ trường à. Đấy, cứ ngắt luôn. Bóng đèn 20W. Mà chắc không tới 20W đâu. À, vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị một cái ban bệnh cái bóng đèn cho quý vị xem ha. Và cách xử lý của nó. Hy vọng rằng nó đem đến nhiều cái sự là thú vị cho quý vị ha. Bye bye, thân chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng như cả nhà trong các video clip tiếp theo của mình. Thân chào.